Chí Minh và mình là Hồng Anh và đây là Cẩm Hoa. Rồi bây giờ hãy cùng nghe vào câu chuyện khoa học của tụi mình nha. Muối ăn là một khoáng chất tinh khiết thu được từ nước biển. Thành phần chính của muối ăn chính là natri clorua và được sử dụng để làm gia vị thực phẩm. Nó làm tăng thêm hương vị cho các món ăn. Tuy nhiên, việc tiêu dùng nhiều muối cũng như là lượng natri clorua vào cơ thể quá nhiều sẽ gây ra các bệnh lý như là tăng huyết áp, các bệnh về tim mạch. Kèm theo việc nhìn nhận vấn đề thực tế là khi giảm lượng muối của các bệnh nhân cao huyết áp, ngoài giảm vị mặn còn bị gia tăng vị đắng làm cho bữa ăn không ngon, gây cảm giác chán ăn. Khi đó, tụi mình biết đến mai mực. Đây là một loại phụ phẩm hải sản có vị mặn và lành tính trong đông y. Nguồn phụ phẩm sau quá trình chế biến hải sản phần lớn được thải bỏ ra ngoài môi trường. Mai mực chính là nguồn nguyên liệu để chiết xuất chất thay thế muối ăn có nồng độ tương đương muối ăn natri clorua thông dụng, nhưng hàm lượng natri thấp hơn muối ăn, mục tiêu làm cho món ăn đậm vị hơn. Từ đó, đề tài nghiên cứu thu nhận muối ăn ít natri từ mai mực được ra đời. Và sau đây cùng tụi mình tìm hiểu sơ qua một số công đoạn nghiên cứu nha. Đầu tiên, ta thu nhận mai mực phơi khô từ tỉnh Bến Tre, sau đó sẽ được làm sạch và đưa vào tủ sấy để sấy sơ một phần. Tiếp đến, mai mực được nghiền thành bột cho vào tủ sấy và sấy cho đến khi độ ẩm của bột mai mực dưới 5%. Sau đó, mẫu sẽ được đem đi chích ly và lọc thu dịch, đo được hàm lượng chất rắn hòa tan. Dịch lọc được đưa đi đánh giá cảm quan độ mặn. Dịch sau lọc được cô đặc bằng máy cô quay chân không, đem đi sấy để thu được muối ăn. Nghiên cứu trên có tiềm năng áp dụng thực tiễn của việc khai thác phụ phẩm chế biến thủy sản, ứng dụng cho việc phát triển chất thay thế muối ăn ít natri. Qua video này, hy vọng sẽ giúp các bạn hiểu thêm về đề tài của nhóm, đồng thời muốn lan tỏa niềm đam mê nghiên cứu khoa học đến các bạn sinh viên trên cả nước. Và đừng ngần ngại hiện thực hóa những ý tưởng, những ước mơ của bản thân nha!